Xin chào quý chị và các bạn, Phước Sửu đang có mặt tại một căn hộ khá đẹp tại Thảo Điền, căn hộ mang tên là Sea River Palace. Và hôm nay thì Phước Sửu sẽ đưa cho mọi người đi xem một sản phẩm 145m2, một cái căn hộ khá đẹp và một cái tầm view trực diện ra hồ bơi luôn. Và mọi người cùng Phước Sửu khám phá bên trong căn hộ xem gia chủ đi coi nội thất sang trọng đẳng cấp như thế nào nhé.